Trong bài Hộ kinh doanh đi đêm với cán bộ thuế giảm từ 63% xuống 31% trên trang nhất và trang 2, nhóm phóng viên báo Lao động trích đăng diễn biến chính tại phiên chất vấn Quốc hội hôm qua 16 tháng 11. Nhiều đại biểu nêu nhiều câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng quan tâm tới vấn đề trốn nợ thuế rất nghiêm trọng, dẫn đến hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế không thể thu được, như đại biểu Phạm Văn Hòa Đồng Tháp, đại biểu Bùi Thanh Tùng Hải Phòng. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thẳng thắn thừa nhận, chúng tôi cũng phải thấy rằng trong quá trình làm thì không loại trừ có sự thông đồng giữa cán bộ thuế với các hộ kinh doanh hạ mức khoán ăn chia. Đó là một thực tế chúng tôi cũng thấy như vậy. Thời gian vừa qua chúng tôi đã chỉ đạo Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực thi công vụ của cấp dưới. Cũng liên quan tới thuế, báo Nông thôn Ngày Nay trang 16 đăng bài cơ quan thu thuế sắp cộp với bảo hiểm xã hội. Lâu nay, doanh nghiệp luôn có hai sổ lương. Một sổ lương doanh nghiệp kê khai đóng bảo hiểm xã hội rất thấp, chủ yếu tương đương mức lương tối thiểu vùng. Một sổ lương khác, doanh nghiệp thực trả cho người lao động cao hơn rất nhiều, thông qua nhiều loại phụ cấp hỗ trợ khác nhau. Đó là ý kiến của ông Mai Đức Chính, Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã đề xuất gộp thu thuế với thu bảo hiểm xã hội để tránh tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp. Từ đó đặt ra vấn đề có nên gộp cơ quan thu thuế với bảo hiểm xã hội thành một. Nếu phương án này được thông qua, việc hợp nhất cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội sẽ được áp dụng từ năm 2020. Dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá điện bán lẻ do Bộ Công Thương soạn thảo vẫn giữ nguyên 6 bậc và tính theo hình thức lũy tiến. Trong bài cần rút ngắn biểu giá điện sinh hoạt trên trang 7 báo Tuổi Trẻ, các chuyên gia cho rằng việc Bộ Công Thương tính toán 6 bậc giá cho điện sinh hoạt là phức tạp, không có lợi cho đại đa số người dân. Trong khi đó, theo Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, việc sửa đổi cơ cấu biểu giá điện là cần thiết. Lý giải về việc giữ nguyên khung giá điện bán lẻ cho sinh hoạt, Bộ Công Thương cho biết khung giá này được xem xét, nghiên cứu theo hướng nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Hiệp hội Năng lượng Việt Nam thì không đồng tình với quan điểm này và trước đây cũng đã đề xuất giảm từ 6 bậc xuống chỉ còn 3 bậc. Cũng từng là chuyên gia được mời góp ý và không ủng hộ phương án 6 bậc thang, Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia về giá, vẫn giữ nguyên quan điểm. Đời sống người dân tăng lên, nếu dùng từ trên 100 kWh đã phải chịu mức giá cao hơn giá điện bình quân là bất hợp lý. Tăng sự tham gia của cộng đồng vào phòng chống thiên tai, đó là quan điểm chính và cũng là tiêu đề bài viết trên trang nhất và trang 5 báo Nông thôn Ngày Nay. Tác giả Nguyễn Huy Dũng, chuyên gia cao cấp về quản lý thiên tai của Ngân hàng Thế giới, cảnh báo về tình trạng tăng vọt hộ nghèo sau thiên tai tại Việt Nam. Những năm gần đây, công cuộc giảm nghèo của Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mới. Tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, sự suy giảm nhanh chóng các nguồn tài nguyên thiên nhiên do sự phát triển nhanh chóng nhưng rời rạc và thiếu đồng bộ về cơ sở hạ tầng và dân sinh. Giải pháp được đưa ra là Việt Nam cần có sự chuyển đổi cách tiếp cận trong công tác phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, từ tập trung vào ứng phó khẩn cấp truyền thống hiện nay sang chủ động, lồng ghép tổng thể và toàn diện, bao gồm lồng ghép nâng cao năng lực phòng chống thiên tai vào các chính sách và chương trình dự án giảm nghèo. Trang 19 Thời báo Kinh tế Việt Nam có bài để Startup Việt Nam tuyển dụng thành công. Ghi nhận tuyển dụng tại các doanh nghiệp khởi nghiệp cho thấy có tới 54% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong 3 tháng tới, 17 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong từ 3 đến 6 tháng tới và 11% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong 6 đến 12 tháng tới. Trong khi đó, một số doanh nghiệp cho biết họ lúc nào cũng có nhu cầu tuyển dụng. Tác giả Dũng Hiếu nêu yếu tố về lương là trở ngại lớn nhất của startup khi tuyển dụng. Cụ thể về phía doanh nghiệp, ngân sách lương hạn chế khiến họ không thu hút được ứng viên phù hợp. Về phía ứng viên, đa phần ứng viên thường tập trung vào lương, thưởng, chứ không coi trọng các cơ hội học hỏi và phát triển trong doanh nghiệp khởi nghiệp. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trên trang nhất và trang 11 đăng bài Việt Nam sắp có ô tô điện giá rẻ với quan điểm ô tô điện có thể là hướng đi mới cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. Sau hơn 20 năm qua, Việt Nam theo đuổi ngành công nghiệp ô tô nhưng đã thất bại. Nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đang muốn đầu tư sản xuất ô tô điện ở Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là hướng đi mới đột phá cho ngành ô tô Việt Nam vốn eo uột. Thế nhưng để ô tô điện lăn bánh trên đường là không dễ. Những lý do được đưa ra là ô tô điện là ngành đòi hỏi kỹ thuật an toàn cao. Ngoài ra, ô tô điện cần hệ thống hạ tầng chạm sạc điện. Vì ô tô điện hiện nay
mỗi lần sạc chỉ chạy được từ 200 đến 300 km. Nếu Việt Nam không có hệ thống trạm sạc thì khó có khả năng cho xe điện phát triển rộng rãi.